Xin chào quý khách hàng. Thì hôm nay công ty chúng tôi trực tiếp tường thuật cái việc mà lắp ráp đèn năng lượng mặt trời tại ấp Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thì đây là cái công trình mà chúng tôi trực tiếp thi công ngày 27 tháng 12 năm 2020, tức là cách đây vài ngày. Thì mời quý khách xem toàn cảnh chúng tôi thực hiện thi công. Đây là con đường trước cửa Ủy ban nhân dân ấp Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thì đây là một những con đường lưu thông huyết mạch của xã, và để kịp đón nhận cái chính thức trở thành xã văn hóa của huyện và thành một cái vùng nông thôn mới, thì ngày hôm nay là chính quyền địa phương bắt đầu là xây dựng cái con đường nay lót nhựa đó. Chúng ta thấy là rõ ràng là trên đường là công trình đang gấp rút để thi công, để kịp ngày bàn giao ngày 30 tháng 12 để đón chào năm mới năm 2021. Thì ở nơi đây thì đồng hành vào về với cái vấn đề con đường lưu thông thì phải có đèn đường để soi sáng ở đây. Thì với một thời gian gấp rút như này thì chủ đầu tư quyết định là đầu tư cái đèn năng lượng mặt trời vừa nhanh gọn lẹ tiện. Bằng chứng là chúng tôi cũng mới nhận được ngày hôm nay, và cũng phải hứa bàn giao trong vòng 2 ngày nữa, 2 ngày sắp tới thì chúng tôi sẽ hoàn tất về việc bố trí lắp đặt cột dựng lên và lắp đèn chiếu sáng luôn, và bàn giao trong những ngày tới. Thì với đội ngũ chúng tôi đã là một đội chuyên nghiệp về lắp ráp đèn đường năng lượng mặt trời nông thôn các tỉnh miền Tây, thì đối với công trình này thì chúng tôi thì xét thấy rất là đơn giản và cũng làm nhanh thôi. Với đội ngũ chuyên nghiệp và các thợ lành nghề, dụng cụ sẵn có và đèn chất lượng cao, thì hiện nay là chúng tôi bắt đầu tiến hành. Đầu tiên thì chúng tôi theo như thiết kế ban đầu của nhà đầu tư thì những cái cột mà chúng tôi đang dựng ở đây là với chiều cao là 6m, và dưới chân cột phải chôn dưới đất 70cm. Thì chúng tôi tách bằng hai bộ phận, một là cái chân cột là để hàn và chôn sẵn dưới đất, sau đó đổ bê tông. Còn cái phần cột phía trên thì chúng tôi sẽ đấu nối và bằng các bô lông con tác. Theo yêu cầu của chủ đầu tư thì cái cột không những là một trong những cái dụng cụ để đỡ giá đèn tấm pin năng lượng mặt trời, còn cái cột chia làm hai phần. Phần trên là để có những cái chốt để mình đấu nối cái móc cái cờ quốc kỳ, và cái điểm thứ hai là bắn cờ hoa khi có lễ hoặc là có những cái ngày lễ Tết. Đây bắt đầu là cái công trình, cái chúng tôi bắt đầu chôn cái trụ xuống dưới, và chúng tôi cũng làm xi măng hồ để chôn định vị cái cột, cho cái chân cột cho nó cứng. Tuy nhiên thì ở đây chúng tôi đã tính toán và cái mặt đường so với cái chiều cao và cái tâm điểm của cái đường chúng tôi đã tính toán sẵn và đã chôn những cái cột bắt đầu. Thì dưới cái xi măng mà như thế này thì trong vòng 4 tiếng sau thì cái cột nó cũng đã tạm chắc, và đêm nay và sáng mai thì chúng tôi bắt đầu là gắn trụ đèn lên. Đã. Thì đoạn đường này thì tầm khoảng gần 1 km từ đầu trên đến đầu dưới, thì chúng tôi gắn trên dưới 40 trụ đèn, 42 trụ đèn. Thì hiện nay thì bắt đầu là đây là cái trụ đèn đó, và đây là cái kết quả đầu tiên cái chung với chung cái chân đèn. Thì đảm bảo cho cái chân đèn này nó được chắc cứng thì ngoài cái bê tông thì chúng tôi có đổ thêm hồ dầu và hồ thêm cái hồ rửa để cho nó sẽ chắc cứng, và sau khi đã nó chết rồi, hồ chết rồi thì chúng tôi chưa cần dựng và bắt cái đèn lên là xong. Và quá trình đây là một cái đội là chuyên về hồ, nghĩa là chúng tôi có 3 đội, một đội chuyên về cơ khí,
hàng, những cái thân đàn, trụ đàn. Rồi thứ hai là chuyên về là hầu, tức là làm những cái trụ, chôn những trụ đàn. Và đội thứ ba là chuyên về điện, thì sẽ đấu nối và kết nối và test cái đàn. Tại vì toàn là những cái đàn năng lượng mặt trời này thì nó có một thế hệ mới và sử dụng bằng cái remote và điều khiển bằng app bằng điện thoại. Vì thế nên chúng tôi phải cần có một cái app điện thoại để điều khiển luôn cái mật độ đàn. Đây là cái công đoạn mà chúng tôi dựng cái cây cầu lên. Thì do là cái khâu chuẩn bị chúng tôi đã làm hết rồi. Những cái bản mã, những cái đế móng đã làm sẵn sàng. Thì bây giờ chúng tôi dựng lên thì bắt một cái đèn này thì chưa đến 3 phút là nó sẽ xong. Là khâu chuẩn bị lâu nhưng mà khi mà lắp ráp thì rất là nhanh. Là dự trù là chiều mai là chúng tôi sẽ làm xong. Còn đáng còn kia còn gắt không? Hết rồi. Hết hả? Bữa này có người mới sáng ra là không có người mới sáng ra. Trời tối là nó sáng. Đây là một cái đèn đầu tiên. Là cái đèn đầu tiên chúng tôi vừa dựng lên thử chiều hôm nay. Thì với chiều cao này là 5,5 m. Thì và cái lộ này là 12 m. Thì chúng tôi tự tin với những cái đèn siêu sáng này thì con đường này nó sẽ rất là sáng, đúng chuẩn theo ánh sáng.